Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích với phương pháp phân tích phân kỳ và hồi tụ cũng như là phân tích sóng Elliott trên biểu đồ của cặp tỷ giá USD CAD. Thì như quý vị đã thấy rằng trong những bài phát biểu vừa qua của chủ tịch Fed của bà Janet Yellen thì chúng ta thấy rằng bà Yellen đã cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đang có một cái sự phát triển mạnh mẽ, và khi mà Trung Quốc bán tháo cái đồng nhân dân tệ thì đã khiến cho những cái bất cập của đồng USD phải chững lại. Vì thế bà Yellen đã quyết định không nâng cái lãi suất của cái đồng USD. Tuy nhiên thì đó chỉ là một cái phương thức tạm hoãn tạm thời, cho nên vì vậy thì tỷ giá cái chỉ số USD index thì vẫn là tăng cao. Trên biểu đồ kỹ thuật của đồng USD CAD thì cũng liên quan đến cả tin tức của Canada. Tuy nhiên thì tôi muốn phân tích cho quý vị và các bạn là chúng ta có thể nhìn thấy các cái bước sóng ở trên cái biểu đồ mà chúng ta có thể phòng bị hơn. Bởi vì khi mà giá lên quá cao, chúng ta phải có những cái nghi ngờ, đúng không ạ? Thì chính vì vậy thì chúng ta mới phải xem xét lại để không bị những cái vùng lừa cho cái cặp tỷ giá này. Trên D1 thì quý vị có thể thấy ngay rằng USD CAD thì đang có một cái đà tăng khá là vững chắc khi mà được giao dịch trên cái giải Dragon, mặc dù trước đó đã có những cái xu thế giảm được thể hiện. Thì chúng ta có thể ôn lại cái lý thuyết Dow mà tôi đã chia sẻ trước đó với quý vị. Thì quý vị có thể thấy rằng lý thuyết Dow nó đã giúp cho quý vị chúng ta thấy rằng mỗi một lần dàn điều chỉnh ở trên cái biểu đồ thì chúng ta có thể thấy ngay, đúng không? Thì mỗi một lần gây giảm điều chỉnh này thì chính là một cái xu thế cấp 2 của trên cái xu thế cấp 1 được hiển thị. Thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cái Fibonacci, chúng ta đo, ví dụ như lần này chúng ta sẽ đo cái xu thế cấp 2. Thì quý vị có thể thấy là cái xu thế cấp 1 đây là sự tái diễn, xu thế cấp 2 nó sẽ hồi lại quanh cái ngưỡng từ 38.2 đến 61.8, đúng không ạ? Và sau đó lại tiếp tục một cái xu thế cấp 1. Lúc này thì chúng ta sẽ không vẽ cái Fibonacci ở cái đáy thấp nhất là vùng đây nữa quý vị. Chúng ta sẽ không vẽ nữa, mà lúc này để vẽ đúng thì chúng ta phải sử dụng, đó là chúng ta sẽ kéo cái Fibonacci này đến tận, chúng ta kéo như thế này. Thì quý vị có thể thấy ngay rằng cái ngưỡng từ 61.8 và 38.2 chính là cái xu thế cấp 2 cho cái cặp tỷ giá tiếp theo. Như vậy tiếp theo thì đây chúng ta sẽ có thể thấy rằng đây chính là một cái xu thế cấp 1 tiếp diễn, đúng không ạ? Nên chúng ta tiếp tục phân tích cho một cái xu thế cấp 1 tiếp diễn. Và chúng ta sẽ không thể khẳng định được rằng thị trường có thể đảo chiều hay là tiếp tục tăng như thế nào, thì chúng ta sẽ vẽ một cái Fibonacci tiếp tục theo đó. Như vậy chúng ta sẽ tìm được ngay tại được cái vùng, một cái vùng cản, đó là từ ngưỡng 61.8 đến vùng 38.2. lúc này trường hợp nếu như mà giá tiếp tục tăng, chúng ta sẽ kéo dần lên quý vị, chúng ta sẽ kéo lên không sao cả. Thì mỗi lần kéo thì cái ngưỡng cản nó sẽ đẩy lên, tức là nó cũng giống như cái đường Dragon được đi theo để làm cái bức cản cho, cái hỗ trợ cho cặp tỷ giá này. Tuy nhiên có một cái hệ thống mà chúng ta cần phải sử dụng, đó chính là công cụ MACD. Công cụ MACD thì hiển thị chúng ta thấy cái lực mua và lực bán cũng như là những cái chỉ số về lực đẩy của thị trường. Thì quý vị có thể thấy ngay rằng cái giá trung bình, mức giá trung bình chúng ta có thể dùng momentum hay là RSI vân vân. Tuy nhiên tôi quen sử dụng MACD thì tôi sử dụng MACD thì quý vị có thể thấy ngay rằng cái phần giá cái khu vực đây nó tức là gì? Vùng giá hiện tại đang được đẩy cao hơn cái vùng giá trước đó. Tuy nhiên cái chỉ số MACD lại thấp hơn. Thì vì vậy thì quý vị có thể chúng ta cần phải cẩn thận, bởi vì rất có thể thị trường sẽ có thể đảo chiều. Và nếu như quý vị mua thì chúng ta sẽ chờ những cái vùng điều chỉnh để chúng ta mua, chứ chúng ta không nên là gì lao vào để mua tại cái mức giá hiện tại, rất là nguy hiểm. Như vậy quý vị có thể thấy rằng liên tiếp những cái sự phân kỳ của cặp tỷ giá AUD này đã được hình thành và càng ngày càng đẩy giá rất là cao. Như vậy tôi cho rằng thì tỷ giá USD CAD này sắp có một cái sự điều chỉnh. Như vậy thì điều chỉnh thì nó điều chỉnh về đâu? Thì câu trả lời giống như cái lần trước, thì như vừa nãy thì chúng ta sẽ kẻ một cái Fibonacci expansion mà chúng ta Fibonacci retracement chúng ta đo. Như vậy nếu trường hợp này nó giảm điều chỉnh ngay thì chúng ta sẽ có ngay một cái vùng cản, đó là quanh cái ngưỡng từ 61.8 đến vùng 38.2. Quý vị có thể thấy trường hợp vậy thì trường hợp liệu rằng sẽ có một cái đảo chiều để phá vỡ cái xu thế cấp 1 tăng không? Bởi vì hiện nay với cặp tỷ giá USD CAD thì cái xu thế cấp 1 chính là cái xu thế tăng là chủ đạo nha quý vị.
Xu thế cấp 1 là xu thế tăng. Xu thế cấp 2 chỉ là một cái xu thế giảm điều chỉnh. Tuy nhiên nếu như quý vị là một bất đỉnh bất đáy thì chúng ta cũng có thể kiếm được lợi nhuận từ những cái cú giảm điều chỉnh này trên cái xu thế cấp 2. Tuy nhiên thì để về mặt dài hạn thì chúng ta cần phải xem xét rất là yếu tố. Vậy thì có những câu hỏi làm sao để tôi có thể phát hiện ra được xu thế cấp 1 đã kết thúc đúng không ạ? Tức là xu thế cấp 1 kết thúc thì tức là một xu thế giảm quay trở lại đúng không ạ? Xu thế giảm tức là thị trường đã chính thức đảo chiều. Như vậy thì tôi sẽ có hai cái câu hỏi hai cái câu trả lời cho quý vị. Để có một cái xu thế đảo chiều thì cách thứ nhất thị trường với mức giá phải được giao dịch dưới cái đường giải Dragon một cách ổn định. Quý vị chú ý nhé, phải được giao dịch dưới giải Dragon một cách rất là ổn định. Ví dụ trường hợp này đấy là rất là ổn định. Tuy nhiên giá giao dịch dưới nhưng lại không ổn định và bật phá lên ngay. Đó. Thì để giao dịch thì giá ổn định là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ bắt đầu phải đo. Lúc này chúng ta bắt đầu sẽ vẽ một cái Fibonacci, chúng ta sẽ áp dụng một cái Fibonacci từ cái đỉnh xuống xuống đáy đúng không ạ? Lúc này để thị trường khẳng định hơn một lần nữa thì chúng ta sẽ sử dụng áp dụng một là Fibonacci 2, chúng ta sẽ sử dụng một cái đường uptrend. Được phá ra thị trường phá ra khỏi cái uptrend này thì chúng ta sẽ mường tượng rằng thị trường đã có thể là đảo chiều. Tuy nhiên cái đường trendline này có thể là sẽ được hỗ trợ như nào đó. Hoặc chúng ta sẽ vẽ một cái Fibonacci, đó là một cái Fibonacci retracement để chúng ta đo đỉnh vào đáy. Bởi vì tôi có thể cho rằng đây là một cái xu thế cấp 1. Xu thế cấp 1 có 1, 2, 3, 4, 5 sóng đúng không ạ? Và 5 sóng này có thể có sự đảo chiều về sâu. Như vậy để đảo chiều chính thức thì ít nhất nó phải xuyên qua cái vùng 61.8, vùng 50 hoặc là vùng 38.2 thì tôi mới có khẳng định rằng hai yếu tố vừa cản động và tĩnh của Fibonacci cũng như là các ngưỡng của giải Dragon nó sẽ được xác lập rằng thị trường đã chính thức đảo chiều và xu thế cấp 1 lúc này là giảm. Thì đấy là cái bài phân tích mà chúng ta có thể nắm rõ hơn về Fibonacci cũng như là các bước của price action hay là lý thuyết Dow mà chúng ta phải nắm rõ cũng như là đưa ra lời cảnh báo cho cặp tỷ giá USD CAD mà chúng ta cần phải chú ý khi mà quý vị giao dịch mua hoặc bán. Bán thì chúng ta nên bán khi nào, chúng ta mua mua khi nào. Đó là cái bài nhận định của clickfake.com chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi ủng hộ clickfake.com.